Thưa quý vị, 150 trẻ em đại diện cho hơn 600 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn toàn tỉnh được nhận quà từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh và nhận học bổng xe đạp, dụng cụ học tập do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức. Đây là hoạt động được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hàng năm nhằm hỗ trợ các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh có thêm điều kiện bước vào năm học mới. Năm học mới 2023-2024, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh trao 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, 85 xe đạp, 430 bộ sách giáo khoa và 430 cặp sách cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí hơn 530 triệu đồng được trích từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh. Được thành lập từ năm 1992 đến nay, trung bình mỗi năm, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh vận động được kinh phí khoảng 1 tỷ đồng từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh. Từ nguồn quỹ này, mỗi năm có khoảng 4.000 đến 5.000 trẻ em khó khăn trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ bằng các hình thức như hỗ trợ chi phí điều trị khi chữa bệnh nặng, hiểm nghèo, phục hồi chức năng, hỗ trợ học bổng, đồ dùng học tập, trợ cấp khi bị dịch bệnh, tai nạn, rủi ro.